Phụ nữ của chúng ta ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cái làn da đẹp hết á. Vậy thì có những cái gì mà nó giúp cho mọi người đẹp da nhanh mà nó lại đơn giản? Một trong những cái bí quyết rất là xương máu của bác sĩ Nguyên đó là chúng ta muốn đẹp nhanh, muốn hiệu quả nhanh, chúng ta phải, cái bí quyết đầu tiên nó phải là nhờ chuyên gia, mình đi tìm một cái người chuyên gia trong cái lĩnh vực đó để người ta có thể hỗ trợ mình trong cái giai đoạn đầu. Nếu mà các chị chỉ chăm sóc da kiểu cơ bản thôi thì bây giờ mình đi lên mạng á, mình tìm hiểu thì chắc là mình cũng làm được. Còn đối với những chị mà gặp cái tình trạng mà bệnh lý ha, những cái tình trạng mà chúng ta nói đại khái là nó da nó không được đẹp đi, thì chẳng hạn như là nám da này, rồi bị mụn này, bị tàn nhang này, rồi bị nếp nhăn này, hay các chị lớn tuổi quá thì chúng ta bị lão hóa, thì thời gian đầu khi mà mình tự mày mò để mà mình tự chăm sóc cho da của mình nó cực kỳ khó luôn. Nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để mình có thể hiểu được là cái da của mình cần gì, rồi mình sẽ mất rất là nhiều tiền để có thể thử nghiệm những cái sản phẩm mà ở ngoài thị trường nó rất là nhiều loại. Bây giờ có đến 100, 1.000 loại mỹ phẩm, làm sao mà mình biết được cái loại nào phù hợp với làn da của mình? Rồi mình không biết là cái vấn đề trên da của mình là nám như thế này thì mình sẽ điều trị bằng cái cách như thế nào, rồi cái tàn nhang thì mình điều trị sao, nếp nhăn thì mình xử lý như thế nào. Mình sẽ tốn cực kỳ nhiều thời gian để mà mình có thể tự mình xử lý được cái vấn đề đó. Còn khi mà các bạn đến với chuyên gia, các bạn chỉ cần gọi là đặt những cái câu hỏi và lắng nghe những cái hướng dẫn của chuyên gia, thì đâu đó các bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tiền, và cái kết quả nó sẽ cao hơn tự mình mò mẫm rất là nhiều. Cái bí quyết số 2 cũng rất là đơn giản, đó là hiểu rõ về làn da của mình. Mọi người biết là để mà điều trị được làn da thì ít nhất là mình phải hiểu về cái da của mình. Đó là một trong những điều cực kỳ cơ bản luôn. Nhưng mà ở đây em tin rằng là 10 chị là hết 9 chị là đang không hiểu về cái da mình nó đang cần gì, nó đang bị cái gì, và mình làm gì thì nó sẽ cải thiện. Ví dụ da mình là da dầu này, hay da hỗn hợp thiên dầu này, hay da thường này, hay là da khô này, nó có nhạy cảm hay không, thì mình phải là người rất là rõ về cái điều đó. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ về làn da thì ít nhất chúng ta đi mua mỹ phẩm, chúng ta sẽ tìm những cái sản phẩm phù hợp với da của mình. Thứ hai đó là mình hiểu là đặc điểm của da của mình thì nó cần cái gì. Chẳng hạn như là da dầu mụn thì nó cần cái gì. Da dầu mụn nó sẽ cần, một là những cái sản phẩm mà thiệt là mỏng, thứ hai là nó không có cái thành phần chứa dầu để nó không gây tắc lỗ chân lông. Rồi nếu mà các chị mà da dầu mụn nữa thì các chị thường thích những cái sản phẩm nó kiềm dầu, rồi nó có những cái thành phần kháng viêm thì nó sẽ tốt cho cái da của mình hơn. Còn ví dụ như là da khô đi thì chị sẽ phải ưu tiên cho mình những cái sản phẩm mà cung cấp độ ẩm cho làn da, những cái sản phẩm mà nó thiên về phục hồi thôi. Còn da hỗn hợp thì sao? Là cái da khó chăm sóc hơn, có nghĩa là cái vùng này á thì lại dầu, hai bên này thì lại thường, thì mỗi vùng chúng ta thường phải có một cái xu hướng là chăm sóc khác nhau. Thì bây giờ da nhạy cảm phải làm sao? Thì da nhạy cảm là tốt nhất này, chị sẽ ưu tiên cho em thiên về những cái sản phẩm phục hồi này, rồi chị sẽ tránh những cái sản phẩm mà nó có tính tẩy bào, tế bào chết quá mạnh này, những cái sản phẩm mà nó tẩy rửa quá mạnh này thì mình sẽ không có dùng. Mình sẽ thiên về những cái sản phẩm mà nó gọi là cấp nước, cấp ẩm cho làn da thì nó sẽ phù hợp cho da nhạy cảm. Và cái da nhạy cảm là phải có hai cái lưu ý. Lưu ý đầu tiên là các chị đừng có bôi nhiều bước, đã càng nhạy cảm thì nên bôi càng ít bước càng tốt. Bí quyết này là đơn giản nhưng cũng không hề đơn giản. Tập thể dục cũng cần tập mỗi ngày, ăn chúng ta cũng ăn mỗi ngày, ngủ chúng ta ngủ mỗi ngày, và cái việc dưỡng da nó cũng giống như ăn cơm và đi ngủ đó. Muốn đẹp thì chúng ta phải dưỡng mỗi ngày, chứ không có ai mà tự nhiên mình hôm nay mình skin care cái mà mình đẹp hết á. Những cái phương pháp mà người ta quảng cáo càng nhanh thì thường nó phải có những cái rủi ro nhất định đó mọi người. Thường là người ta hay kêu là vua trị nám này, đánh bay nám này, rồi vua trị mụn này, trị mụn trong vòng 7 ngày này, thì thường là những cái mà quảng cáo như vậy nó sẽ có một cái khoảng thời gian ngắn để cho mọi người thích, nhưng mà thiệt ra những cái phương pháp đó chắc chắn là nó sẽ có vấn đề và đâu đó nó sẽ làm hư hỏng cái da của mọi người, chứ ít khi mà nó đẹp lắm. Người ta hay nói là dục tốt thì bất đạt, không có một cái gì mà mình không có đầu tư mà nó có được cái kết quả hết á. Và cái bí quyết cuối cùng bác sĩ Nguyên cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn, vì cái này mình thấy cũng nhiều người gặp. Để mà có một làn da đẹp thì phải có sản phẩm phù hợp chứ không phải là sản phẩm đắt tiền. Em biết ở đây cũng có rất là nhiều chị có điều kiện để chúng ta chăm sóc làn da nhưng mà mãi da vẫn không đẹp. Mặc dù là mình đã chi chi rất rất là nhiều tiền nhưng mà mình vẫn không đẹp là tại vì cái sản phẩm nó không có phù hợp. Chẳng hạn như là nếu mà các chị đang gặp tình trạng bị da dầu mụn
mà các chị cứ dùng các cái bộ sản phẩm chống lão hóa cho người cỡ 40 50 á thì kiểu gì da các chị cũng già với mụn nhiều hơn. Nếu mà các chị gặp vấn đề về da lão hóa mà các chị cứ đòi peel da, cứ dùng những cái sản phẩm mà nó gây khô da thì các chị cũng không có đẹp được. Nên thành ra là cái việc phù hợp nó rất là quan trọng ha. Các chị đừng khoan nhìn đến cái giá, tất nhiên em biết rằng những cái sản phẩm mà giá cả mà cao thì nó cũng thường tốt hơn những cái sản phẩm giá thấp. Nhưng đâu đó vẫn có những cái sản phẩm mà nó giá nó vừa phải thôi nhưng nó lại rất là phù hợp. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyên hay có hai chai serum niacinamide, thì cái chai serum niacinamide của OO nó chỉ có giá tầm 1 triệu thôi, còn niacinamide của CollaJoy nó giá 2 triệu, thì là nó giá gấp đôi nhau, mặc dù là cái nồng độ phần trăm của niacinamide nó ngang nhau. Nhưng mà cái chai của OO bác sĩ Nguyên sẽ ưu tiên kê cho da dầu mụn, trong khi cái chai của CollaJoy thì mình sẽ ưu tiên kê cho da khô hơn. Đó, mặc dù là cái anh mà da dầu mụn á, mà bây giờ bác sĩ Nguyên kê cái chai của niacinamide của Polachoy đi, thì có phải là bác sĩ Nguyên sẽ ví dụ cái bán cái sản phẩm mà giá cao hơn thì mình sẽ được cái lợi nhuận nhiều hơn đúng không? Nhưng mà nó không có hợp mọi người, nó sẽ dễ bị bết da rồi nó bị rít, nó bị lên mụn thì nó không phù hợp thì mình không kê, chứ không phải là người kia người ta không đủ tiền để mua đâu. Nên nhiều khi ấy là cái bộ sản phẩm mà bác sĩ Nguyên đưa ra, tại sao mà có những cái sản phẩm nó giá rất là mắc nhưng mà cũng có những cái sản phẩm giá rất là rẻ nhưng mà khi mà kẹp lại với nhau nó cho một cái hiệu quả cao thì nó đi chung một cái kiếp với nhau như vậy, như một cái bộ với nhau như vậy, chứ không cần là những cái sản phẩm nó phải quá đắt đỏ. Mình sẽ có những cái nguyên tắc riêng, chẳng hạn như tẩy trang rửa mặt thì mình không bao giờ kê giá mắc hết, tại vì mình thấy những cái sản phẩm đó chỉ là những cái sản phẩm làm sạch thông thường thì giá thành vừa phải là được rồi. Những cái sản phẩm mà treatment thì mình luôn cho những cái sản phẩm giá cao, tại vì là cái công nghệ để mà điều trị nó phải tốt thì nó mới điều trị được cái vấn đề ở trên da. Thì đó là một trong những cái nguyên tắc rất là cơ bản để mọi người không có bị đi nghe những cái quảng cáo với những cái sản phẩm mà nó quá thần thánh, giá nó quá cao, nó lên đến 3 4 triệu một cái hũ mỹ phẩm mà nó không có hợp với da mọi người thì cứ nó không có làm da mọi người đẹp được. Thì mọi người cứ follow 4 cái nguyên tắc này thì da mọi người sẽ đẹp mà tiết kiệm rất là nhiều tiền luôn.